cái chỗ này. Dạ. Là không có áp dụng cái đó, đúng không? Dạ. Chứ vậy anh cứ làm biên bản vực, vẫn là của biển hè của thành phố ha. Dạ. Bây giờ xe nó không có chỉ bằng lái à. Cái chỗ này là người ta bỏ đây, là bất cứ ở chỗ nào người ta cũng đem tới đây bỏ.
chứ bây giờ không phải là của em. Giống như là người kia bỏ ở đây rồi kia, rồi mấy cái người đi đường người ta cũng bỏ, mà ai cũng đem tới đây bỏ hết trơn á. Chứ mà không thích đền anh là em không cho bỏ nữa. Mình coi đó, đây là một trung tâm rất đẹp, không thể nào làm được đâu. Trung tâm rất nha, cố gắng nhá, đi đây. Chúng ta mới còn một làm cái này. Ok, vậy là không anh chỗ của anh á, không anh bỏ nó. Không anh cho lên đi, cho toàn bộ lên. Sai đúng hả? Dạ, không biết sai thì đi vô nha đây. Đây mà có biết sai. Sai đúng luôn. Người ta đang đi thì mở ra đập mặt ra là sao? Và kêu quản lý ra xử lý nhanh thầy quản lý luôn. Cẩn thận lập biên bản cái cửa này đi. Với cái kiểu như thế này làm sao mà thành phố mình lập lại văn minh được? Nếu mà ai cũng nghe làm sao mà lập lại thì văn minh được thì là sai. Xếp làm sao mà xếp nào to hơn luật pháp? Biết là quận 1 với thành phố 7 tháng nay như thế mà vẫn còn đầu cái này. Xử lý nhanh đây. Em điều đánh xe ra cho bác nhanh đây. Tôi luôn luôn ủng hộ những cái doanh nghiệp nhà làm ăn kiểu này.
đây có quy định quá nhiều. Nếu mà thay đổi mặt này nó thì các vị trí người ta sẽ nói là chính quyền cũng lòng anh tâm cảm đi nha. Đó, em biết mà. Anh bạc đi rồi. Em mới đậu cho sếp em ra mà 5 phút chưa được 5 phút mà cái hành vi anh đang xe lên lời đậu là sai. Chứ anh có lại mới lên không mới lên. Nhưng mà em mới đậu cái là sếp em ra. Đây có chỗ đậu xe. Em mới về được 2 phút mà. Thông cảm cho em tôi chứ sếp em. Đâu các bạn đi ngành đang kiểm tra xử lý để anh chấp hành theo. Em mới đọc có 2 phút xếp anh ta liền. Chứ em biết cái tòa nhà này là em biết là sai. Giờ lần đi thành đi làm em đâu có dám, tại vì sếp em mời vừa gọi em là lỏng xuống liền, thấy không, mấy anh tới lỏng xuống liền chứ em đâu có dám vi phạm mà. Bữa giờ cứ phải đi làm em đâu có dám, phải khi mà 10 phút á thì mấy anh nói được bắt em được. Em nói với anh á, dạ em biết là sai chứ anh, em không nói là 1 phút 2 phút hay 10 phút là sai, hiểu không, anh cứ xe lên là sai rồi. Đây là cổ tiện quay phim chụp hình đi hả? Thôi đừng thôi mấy cái này anh